bù ơi con đói, lần này có lẽ là lần thứ 10, thằng cô bé chạy về đòi ăn, chị đĩ chuột đang quấy một nồi gì trong bếp, có tiếp chạy ra mắng át nó đi, đã bảo hết cơm rồi, tí nữa trẻ chín thì ăn chè mà. Thấy mẹ gắt, thằng cô không dám đòi ăn nữa, nhưng mặt nhăn nhó biểu xịu như muốn khóc, chị đĩ chuột thương hại, dịu dàng bảo, con chạy ra vườn xem chị gái làm cỏ, lúc nào trẻ chín bu gọi về mà ăn. Chóng ngoan rồi bu thương nhưng nó không nhúc nhích, mà nó còn nhúc nhích làm sao được, một nắm cơm nhỏ ăn từ sáng đã bị cây dạ dày chăm chỉ của con nhà nghèo tiêu hết đánh phèo một cái rồi, còn chi? Nó ngồi phịch xuống đất, gục đầu vào ngưỡng cửa, ngáp. Sắp chín chưa, bu, quay ra vẫn thấy con nằm phục đấy, mắt lờ đờ như chết lả, chị chuột chép miệng, thôi đây. Chín chả chín thì đừng, bắt mẹ nó ra cho chúng mày ăn không có chúng mày làm tội cũng chết. Chốc lại nheo nhéo, chốc lại nheo nhéo, chị vừa lẩm bẩm vừa dập lửa rồi bắt cái nồi ở trên bếp xuống, lấy một cái vỏ chai múc vào mấy cây bát sành sứt mẻ tứ tung, đặt ngay trên mặt đất. Thằng cô bé vội vàng lê xích lại gần, hai mắt lóng lánh đổ dồn cả vào mấy bát, chè, màu nâu đục, khói bốc lên nghi ngút. Mồm nó nuốt nước bọt ưng ực, mũi nó nở hẳn ra như để hít lấy hương vị của khói chè ngon ngọt. Chị đĩ chuột phải đưa tay cản nó lại, sợ nó xả vào mà bị bỏng chị bảo nó, còn nóng lắm, chưa ăn được, con ra vườn gọi chị về cho chị ăn với không có phải tội chết. Nó làm quần quật từ sáng tới giờ mà chưa được tí gì vào bụng. Không đợi đến hai tiếng, chị gái hớn hở chạy về, lôi tôi lách thách trong mấy mảnh rẻ rách tả tơi, vừa đến bếp nó đã reo lên, sướng quá. Lại được ăn chè kia chứ, có ngọt không bu, bu lấy đâu được mật mà lại nấu chè thế, chị chuột mắng yêu con, úi cha tiếu tít như con mẹ dại ấy, tha hồ ăn đến chán chê, chỉ sợ không sao nuốt được thôi, con ạ, à, rồi chị bảo thằng cu bé, bé lại đây, bu cho ăn. Thằng cu ngồi xổm bên mẹ, hất mặt lên, há hốc mồm ra như con chim non đợi mẹ mớm ngồi. Một miếng vào mồm, nó đã vội nuốt thỏm đi, khen, ngon quá. Nhưng chưa kịp ăn miếng nữa, nó đã hẹ một cái, mũi đỏ lên, nước mắt ứa ra giàn rùa sao thế nó chỉ hụ hị nhìn mẹ mà không nói cũng không chịu há mồm ăn nữa cái gái nhìn mẹ xêu một miếng chè nữa ăn thử lại nhạt quá bu ạ à, chị chuột mắng con làm gì có nhiều mật mà ngọt có mà ăn cho no bụng là phúc rồi thằng cô chừng đói quá không chịu được lại há mồm ra mẹ nó đút cho nó một siêu nhỏ nữa nó nhắm mắt duỗi cổ cố nuốt cho trôi nhưng cũng như lần trước nó lại huệ ra và khóc quà lên. Chị đĩ chuột lấy tay áo lau nước mắt không cầm nổi đã trào ra hai má hõm xanh bùng như người ngã nước. Cái gái lấy ngón tay di một cục, chè, rồi bỗng nói to lên, à, con biết rồi, không phải chè, cám mà, cám nâu mà bu bảo chè. Nhưng mẹ nó đưa mắt nhìn nó, lấy ngón tay chỉ ra phía nhà ngoài nói khẽ, nhưng hơi gắt, khe khẽ cái mồm một tí. Déo mãi lên, thằng bố mày nó nghe thì nó chết nó đã ốm nằm đấy, thuốc không có, mà còn bực mình thì nó chết. Rồi hai mẹ con lặng lặng ăn, cố nuốt những bát cám đặc khẻ cho đỡ đói. Thằng cô nhất định không chịu ăn, ngồi khóc ti tỉ đòi cơm. Chị đĩ chuột đành dỗ nó, thôi nín ngay, bu ăn xong bu xin thầy cho một miếng mà ăn. Chị bế con gión rén bước vào chỗ chóng nằm, thằng bé vẫn sụt xịt, anh đĩ chuột rửa mình, hơi nghiêng mặt quay ra một làn ánh sáng mờ lướt qua làm cho cái mặt hốc hác và màu da đã xanh lại càng xanh thêm. Mái tóc dài quá xòa xuống tay và cổ, hai con mắt ngơ ngác và lờ đờ, những chiếc răng dài và thưa ở cái mồm hé ra để cho dễ thở khiến anh có cái vẻ dễ sợ của con ma đói. Thấy vợ con, anh cố gượng nhếch miệng cố gượng một cách cười méo sạch và vừa thở phiêu phao vừa hỏi bằng một thứ tiếng yếu ớt như từ thế giới bên kia đưa lại, nó làm sao thế? chị đĩ chuột sốc con lên một cái, nó vòi đấy chưa có làm sao. Cơm gạo đỏ không chịu ăn, đòi ăn cơm trắng của thầy cơ. Thì lấy cho nó ăn, tôi ăn làm sao hết. Chị đĩ chuột lấy liễn cơm trực moi cho con một ít. Nhưng anh bảo, mang cả ra cho nó ăn, tôi không ăn nữa đâu. Còn bao nhiêu vết cho cái gái với bu em ăn hết đi, để nó thiêu ra đấy. Chị đĩ chuột cười, bảo chồng, thằng cu nó sở người chứ mẹ con tôi ăn cơm đỏ đã no rồi, ăn vào đâu được nữa. Anh biết vợ nói dối, trực nói, nhưng lại thôi, buồn rầu buông một tiếng thở dài. Vợ lo ngại hỏi, bây giờ người thế nào, để tôi kể với ông thầy lang lấy thuốc. Tiền đâu mà thuốc thang mãi, tôi vừa bán con chó mực với hai buồng chuối non được bốn hào. Chồng nhìn vợ, ngẫm nghĩ một chút rồi bảo, đừng lấy thuốc nữa, tôi sắp khỏe rồi, chỉ ăn cho nó khỏe lên chắc bệnh phải hết bu em đong cho tôi cả bốn hào gạo đỏ đừng đong gạo trắng ăn nhạt lắm vợ gật đầu cũng được nhưng đã tật khỏi chưa tôi trông thầy em còn mệt lắm ốm luôn sáu tháng trời làm mà không mệt sao được đi 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 ngay giờ à ừ đi xuống nhà bà phó cửu ấy xa một tí nhưng được rẻ vợ gật đầu bảo thằng cu con ngồi đây với thầy cho bu đi đong gạo nhé nó không chịu sợ sệt nhìn cha chị mắng con nhà vô phúc lại sợ bố khốn nạn tại đi về không có tiền mua bánh cho nó nên nó giận đấy mà phải tội chết con ạ à. nhưng anh đĩ chuột bảo cho cả nó đi kẻo nó khóc bảo cái gái về tôi bảo sao 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 người cha khốn nạn nhìn đứa con tròng chọc thở dài một giọt lệ từ từ lăn xuống chiếu thầy bảo gì con ạ à? lúc nãy mẹ con mày ăn cám phải không gái gượng cười cãi ăn chè đấy chứ bố nó chép miệng khốn nạn chè đâu mà ăn cơm còn không có nữa là chè. Rõ mày khổ từ trong bụng mẹ, cái gái cúi đầu xuống không nói, anh đĩ chuột thở dài, con đi lấy cho thầy cái ghế buộc dầu, với sợi thừng ở gác bếp để thầy mắc lại cái võng, thế này cao quá. Cái gái lấy ghế và thừng vào, anh đĩ bảo, để đấy cho thầy rồi ra vườn làm cỏ đi. Nó ra vườn, anh gượng ngồi dậy, xuống khỏi giường, mon men ra đóng chặt cửa buồng lại. Anh lấy cây thừng, là một cái chồng chắc chắn, dùng hết sức tàn còn lại, trèo lên ghế, hai chân khẳng khiu run lẩy bẩy. Anh buộc cẩn thận một đầu dây lên xà nhà, buộc xong, mệt quá, anh đu vào cây thừng, gục đầu xuống thờ. Anh thấy lòng chua xót, nước mắt dàn ra hai má lõm, rồi anh quả quyết, anh đứng thẳng người lên, chui đầu vào chồng, cái thừng cứng cáp cọ vào cổ làm anh dùng mình, khóc nấc lên một tiếng cả cái thân hình mảnh rẻ bắt đầu rung truyền như một tàu lá run trước gió. Bỗng anh ngừng bật, ngây người ra nghe ngóng, tiếng ai vừa gọi ngoài ngõ, tiếp đến cái gái thưa và chạy ra, tiếng người kia the thế, bu mày đông, tiếng cái gái rụt rè đáp lại, bẩm bà, bu con đi vắng. Đi vắng, đi vắng mãi, mày về bảo con mẹ mày nội ngày mai không trả tiền tao thì tao đào mà lên đấy. Cái giống chỉ biết ăn không, anh bị chuột xít hai hàm răng lại hai chân giận dữ đạp phát cái ghế đổ văng xuống đất. Cái chồng rút mạnh lại, cái bộ xương bọc ra rẫy rụa như một con gà bị bẫy. Sau cùng, nó chỉ còn gật từng cái chậm dưới sợi dây thừng lùng lẳng. Ở ngoài ngõ, mẹ con chị đĩ chuột vừa kêu khóc vừa van lại. Bà huyện nhất định bắt mẻ gạo mới đong để trừ sáu hào chị chuột vay từ hai tháng trước cho chồng uống thuốc. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa